Dù đã có vợ con ở Trung Quốc nhưng vẫn muốn lấy thêm vợ Việt, nên Sue Sao Rong đã tìm mọi cách ở lại Việt Nam. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Sue Sao Rong, 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, 18 tháng tù về tội ở lại Việt Nam trái phép. Theo cáo trạng, ngày 21 tháng 11 năm 2019, Sue Sao Rong nhập cảnh vào Việt Nam đến thành phố Hải Phòng bằng thị thực du lịch và được gia hạn tạm trú đến ngày 21 tháng 8 năm 2020. Mặc dù đã hết hạn thị thực, nhưng Sue Sao Rong vẫn bất chấp ở lại Việt Nam và đến tháng 12 năm 2020 bị công an thành phố Hải Phòng xử phạt về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn và được yêu cầu xuất cảnh. Sau khi nộp phạt, Sue Sao Rong cùng với người yêu của mình không về nước mà trốn di chuyển vào Đà Nẵng, thuê trọ tại một căn hộ ở phường Khuê Mỹ, đồng thời tìm cách liên hệ với các đối tượng làm dịch vụ gia hạn thị thực bằng hình thức không đúng quy định pháp luật để được ở lại Việt Nam trái phép, nhưng bị công an thành phố phát hiện. Trước hội đồng xét xử, bị cáo Sue Sao Rong khai lý do không về Trung Quốc là vì dịch bệnh và muốn ở lại Việt Nam để lấy thêm vợ.